Anh group learn and share. Hiểu được những khó khăn của bố mẹ trong việc dạy tiếng Anh cho trẻ tại nhà, Kangaroo mang đến cho bố mẹ chuỗi video với chủ đề hướng dẫn phụ huynh dạy tiếng Anh cho trẻ tại nhà với hy vọng bố mẹ sẽ dễ dàng hơn trong việc dạy tiếng Anh cho trẻ. Và hôm nay với chủ đề Ability, bố mẹ làm quen với mẫu câu What can you do? Và câu trả lời sẽ là I can. Nào, chúng ta hãy cùng nhau bắt đầu bài học hôm nay nhé! Và từ vựng đầu tiên, a hoop, a hoop, roll a hoop, roll a hoop. What can you do? I can roll a hoop. What can you do? I can roll a hoop. Nào, chúng ta hãy cùng nhau xem hành động nhé. Rolling, 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 rolling. Và từ vựng tiếp theo, bubbles, bubbles, blow bubbles, blow bubbles. Bố mẹ lưu ý âm bl trong từ blow nhé. What can you do? I can blow bubbles. What can you do? I can blow bubbles. Nào, chúng ta hãy cùng xem hành động thôi. Và từ vựng tiếp theo, a balloon, a balloon, bounce a balloon, bounce a balloon. Bố mẹ lưu ý đọc là bounce chứ không phải là bow. What can you do? I can bounce a balloon. What can you do? I can bounce a balloon. Nào, chúng ta hãy cùng xem hành động nhé. Ta-da! Bounce a balloon. 1, 2, 3, 4, 5. Và từ vựng tiếp theo, cups, cups. Stack cups, stack cups. Bố mẹ lưu ý âm st, stack. What can you do? I can stack cups. What can you do? I can stack cups. Nào, chúng ta hãy cùng xem hành động nhé. 1, 2, 3. Và từ vựng tiếp theo, a book, a book. Bố mẹ lưu ý âm k trong từ book nhé. Read a book, read a book. Bố mẹ lưu ý đọc là read chứ không phải là read nhé. What can you do? I can read a book. What can you do? I can read a book. Nào, chúng ta hãy cùng xem hành động thôi. Ta-da! Read a book. Trước khi kết thúc buổi học ngày hôm nay, mời bố mẹ cùng bé chơi một trò chơi để ôn luyện những từ vựng vừa học nhé. Luật chơi như sau. Bố mẹ sẽ chuẩn bị những vật dụng như thế này và diễn tả hành động, hỏi bé bằng mẫu câu What can you do? Bé sẽ trả lời I can. Nào, chúng ta hãy cùng nhau bắt đầu trò chơi nhé. Hello Tina. Hello. Are you ready? Yes, I'm ready. Now, let's play. What can you do? I can blow bubbles. Wow, very good. Next one. Tina, what can you do? I can read the book. Wow, very good. High five. Để có được những flash hoạt như thế này để cùng chơi với bé, bố mẹ có hai cách. Cách thứ nhất, bố mẹ có thể tải về những hình ảnh ở phần mô tả. Cách thứ hai, bố mẹ có thể tham khảo những hình ảnh ở cuối video này.
những bài học trước đây, bố mẹ hãy click vào những video trên đây nhé. Và cũng đừng quên like, share và subscribe kênh YouTube của trường Anh ngữ Kangaroo. Cảm ơn bố mẹ đã dành thời gian theo dõi video ngày hôm nay. Và hãy cùng Kangaroo chờ đón video tiếp theo vào 11 giờ thứ bảy hàng tuần. Tạm biệt và hẹn gặp lại!